Thời gian 70 năm đã trôi qua, nhưng những phút giây chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa vẫn in đậm trong tâm trí của những cựu chiến binh ở huyện Ân Thi. Đó là những tháng ngày khó khăn, gian khổ nhưng hết sức hào hùng. 19 tuổi, ông Vũ Sĩ Hội tham gia kháng chiến chống Pháp rồi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đơn vị của ông Hội là Đại đoàn 316, được giao nhiệm vụ tăng cường hỏa lực tại cứ điểm đồi A1. Trong suốt 38 ngày đêm, lúc tiến công, khi phòng ngự, giành giật với quân thù từng tấc đất, người này ngã xuống, người khác xông lên, quyết tâm quét sạch quân thù. Mỗi khi nhắc lại ông Hội lại cảm thấy tự hào khi đơn vị mình đã bắn rơi hàng chục máy bay địch. Kéo được khẩu pháo lên trên đồi phải mất 3 ngày 3 đêm. Mỗi lần kéo thì lại có cái chèn, cứ khoảng 1 mét thì lại chèn lại, chèn lại. Không có nó lao xuống suối. 6 người một khẩu đội, 4 pháo thủ ở trên một pháo. Quay pháo để bắn máy bay đó thì theo lệnh của thủ trưởng. Nhớ nhất trận đánh đồi A1, lệnh của cấp trên là phải kéo 1 tấn bọc pháo ở đấy mới tiêu diệt được đồi A1. Chúng tôi chỉ có quyết tâm là chiến thắng quân thù, không bao giờ đuổi bước. Khi đấy thắng thì Bác Hồ tặng cho mỗi người cái kỷ niệm chiến sĩ Điện Biên. Cựu chiến binh Đào Đình Thi, xã Đào Dương tham gia quân ngũ khi mới 19 tuổi. Tháng 3 năm 1954, ông Thi có mặt trong quân đoàn của Đại đoàn 316, hành quân lên Điện Biên xây dựng chiến hào. Đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ con đường phía đông lòng chảo Điện Biên. Cuối tháng 4 năm 1954, ông Thi cùng đồng đội khác được giao nhiệm vụ trinh sát sân bay Hồng Cúm thì bị địch phục kích. Nhiều đồng đội của ông đã anh dũng hy sinh. Lúc đó ông Thi bị thương nặng nên được đưa về hậu phương chữa trị. Dù không được tận mắt chứng kiến cảnh quân địch giương cờ trắng đầu hàng, nhưng những ngày đêm chiến đấu gian khổ vẫn là những ký ức khó quên đối với người lính Điện Biên Phủ nay đã 100 tuổi. Từ tháng 11, tháng 12 năm 53, Việt Nam làm vòng ở trong Điện Biên rồi. Chỉ đợi lệnh cứ làm ở đấy 30 Tết chứ còn qua bánh chưng gạo không, chấm giềng mới này, mới ớt. Không có gì cả, bánh chưng không thôi. 29 tháng 4 năm 54 tôi mới bị thương. Bị thương trên đầu này, bị thương trên đứt gân chân này. Thế là sau bó xong còn chữa thì súng cho bộ đội xong chúng tôi mới rút ra ngoài về điều trị nữa. 70 năm đã trôi qua, nhưng những tháng ngày chiến đấu gian khổ đầy tự hào của những người lính tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa mãi là những trang sử hào hùng để các thế hệ con cháu sau này khắc ghi học tập, phát huy tinh thần, hào khí Điện Biên, xây dựng quê hương giàu đẹp.